Lauditur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. quan chức quân đội Mỹ cho biết Nga đã phóng hàng trăm hỏa tiễn vào các mục tiêu chủ yếu là dân sự trong tuần này. Phát ngôn nhân ngũ sắc đài chuẩn tướng Pat Ryder cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công hỏa tiễn vào Ukraine trong tuần qua, hầu hết là vào các mục tiêu dân sự. Kể từ vụ tấn công ở cầu eo biển Kerch vào tuần trước, chúng tôi đã thấy người Nga tiếp tục trả đũa. Quan chức này cho biết, việc sử dụng các loại đạn dược dẫn đường chính xác theo một cách không chính xác đã tiếp tục diễn ra trong suốt tuần qua. Tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng chúng ta đang chứng kiến hàng trăm hỏa tiễn mà người nga đã phóng vào các mục tiêu Ukraine. Chuẩn tướng Patrider nhấn mạnh rằng người nga chủ yếu tấn công vào dân thường, đặc biệt là cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm điện, nước, cầu và những cơ sở hạ tầng khác, kể cả trường học. Các hỏa tiễn nga đã được sử dụng vào các mục tiêu dân sự một cách bừa bãi hoặc chắc chắn là theo cách có chủ ý, vì nó liên quan đến các mục tiêu cơ sở hạ tầng như điện, cầu hoặc các mục tiêu khác. Cuộc tấn công giết người của Putin được biện minh là sự trả đũa cho vụ nổ cầu. Làn sóng tấn công hỏa tiễn chết người bắt đầu từ hôm thứ hai và gây ra thiệt hại lớn cho các hệ thống điện trên khắp Ukraine, buộc người dân phải giảm tiêu thụ để tránh mất điện. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu nói rằng không cần thiết phải có thêm các cuộc tấn công lớn chống lại Ukraine, ít nhất là vào lúc này. Ông ta cũng cho biết mình không hối hận về cuộc xâm lược Ukraine. Nga tiếp tục phải đối mặt với phản ứng dữ dội của quốc tế về chiến tranh và sự phẫn nộ toàn cầu nhắm vào dân thường. Các nhà lập pháp Âu Châu đã bỏ phiếu áp đảo hôm thứ Năm để tuyên bố Nga là một nhà nước khủng bố. Trong cuộc bỏ phiếu gần như nhất trí, các nhà lập pháp Âu Châu kêu gọi tuyên bố Nga là một nhà nước khủng bố. Hội nghị gồm 46 quốc hội trên khắp Âu Châu đã bỏ phiếu ủng hộ áp đảo vào hôm thứ Năm cho một nghị quyết kêu gọi các nước Âu Châu tuyên bố chế độ hiện tại của Nga là một chế độ khủng bố. Tổng cộng 99 trong số 100 thành viên của Hội đồng Nghị viện của Âu Châu, gọi tắt là PACE, đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết chỉ có một nghị sĩ thổ nhĩ kỳ thuộc đảng nhân dân cộng hòa bỏ phiếu trắng nghị quyết cho biết việc quân đội nga tiếp tục sử dụng pháo tầm xa để tấn công các thị trấn và thành phố trên khắp ukraine đã gây ra sự tàn phá lớn và chết chóc với những cuộc tấn công bừa bãi này mục đích của nga là nhằm thúc đẩy chính sách chống khủng bố của mình để chấn áp ý chí phản kháng và bảo vệ đất nước của người dân ukraine và gây tổn hại tối đa cho dân thường nghị quyết kêu gọi nga rút hoàn toàn và vô điều kiện các lực lượng đang chiếm đóng pace là cơ quan nghị viện của hội đồng âu châu một tổ chức quốc tế tách biệt với liên minh âu châu nó có nhiều thành viên hơn bao gồm các quốc gia như thổ nhĩ kỳ ukraine và vương quốc anh cũng như các quốc gia nửa á nửa âu như azerbaijan pace bao gồm các đại biểu quốc hội đến từ các quốc gia thành viên Nga dự kiến hoàn thành sửa chữa cầu Crimea vào tháng 7 năm sau. Chính phủ Nga đã công bố kế hoạch hoàn thành việc sửa chữa cầu Crimea vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 theo một nghị định được công bố trên cổng thông tin của chính phủ. Cầu đường bộ và đường sắt bị hư hỏng nặng trong một vụ nổ vào cuối tuần trước. Nga đã đổ lỗi cho các cơ quan an ninh của Ukraine về vụ tấn công được cho là được thực hiện với một quả bom được giấu bên trong một chiếc xe tải. Nghị định do Thủ tướng Mikhail Mishutin ký tuyên bố rằng, công ty Niznean đã được chỉ định làm nhà thầu duy nhất cho việc khôi phục và xây dựng lại cây cầu Crimea. Nghị định cho biết, thời hạn giao kết hợp đồng nhà nước để thực hiện công việc được chỉ định là ngày 1 tháng 7 năm 2023. các quan chức Ukraine đưa ra cử chỉ hòa giải với Elon Musk. Một quan chức cấp cao của Ukraine đã có cử chỉ hòa giải đối với tỷ phú Mỹ và giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, sau khi có những trao đổi gay gắt về ý tưởng của ông để giải quyết xung đột với Nga. Chắc chắn Elon Musk là một trong những nhà tài trợ tư nhân hàng đầu thế giới hỗ trợ Ukraine. Mikhailo Fedorov, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine đã tweet. Stalin là một yếu tố thiết yếu của cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng tôi. Những nhận xét này dường như nhằm tạo ra một ranh giới dưới sự chỉ trích gay gắt của một số quan chức Ukraine đối với Mus sau khi ông ta công khai các ý tưởng về một giải pháp hòa bình, trong đó Ukraine phải nhượng lại Crimea và đồng ý với quy chế trung lập. Nỗ lực để giải quyết ổn thỏa diễn ra sau khi CNN đưa tin rằng SpaceX đã gửi một lá thư tới ngũ giác đài vào tháng trước nói rằng họ không thể tiếp tục tài trợ cho dịch vụ vệ tinh Starlink và yêu cầu ngũ giác đài trả các phí tổn. Hệ thống này đã được cung cấp miễn phí kể từ đầu cuộc xung đột, là một liên kết thiết yếu cho phép các lực lượng của Ukraine duy trì liên lạc. Ngay sau dòng tweet từ Fedorov, một quan chức cấp cao khác của Ukraine đã nói về giá trị của hệ thống Starlink đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Mykhailo Podolyak, cố vấn của tránh văn phòng tổng thống đã tweet, Hãy trung thực, dù muốn hay không. Elon Musk đã giúp chúng ta sống sót qua những thời khắc quan trọng nhất của chiến tranh. Doanh nghiệp có quyền với các chiến lược của riêng mình. Ukraine sẽ tìm ra giải pháp để giữ cho Starlink hoạt động chúng tôi hy vọng rằng công ty sẽ cung cấp kết nối ổn định cho đến khi kết thúc các cuộc đàm phán trong khi đó ngũ giác đài cho biết chúng tôi có thể xác nhận rằng bộ quốc phòng đã nhận được thư từ spacex về việc starlink tài trợ cho sản phẩm truyền thông vệ tinh của họ ở ukraine chúng tôi vẫn liên lạc với spacex về vấn đề này và các chủ đề khác Cuộc phản công của Ukraine có phụ thuộc vào lòng thương xót trong những ý tưởng bất chợt của Elon Musk không? ở Newsweek có bài chương trình nhan đề Is Ukraine's counteroffensive at the mercy of Elon Musk? nghĩa là cuộc phản công của Ukraine có phụ thuộc vào lòng thương xót trong những ý tưởng bất chợt của Elon Musk không? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Doanh nhân tỷ phú Elon Musk đã đưa internet đến ukraine bị chiến tranh tàn phá vào đầu năm nay giúp hỗ trợ đất nước phản công chống lại các lực lượng nga xâm lược ngay từ đầu cuộc chiến quân đội ukraine đã dựa vào hệ thống stalin của musk để kết nối các máy bay không người lái của mình với internet nhằm tấn công lực lượng nga đến tháng 4, công ty của Musk đã giao khoảng 5.000 thiết bị đầu cuối cho Ukraine, giúp làm suy yếu các nỗ lực tuyên truyền của Nga khi dịch vụ này thu hút khoảng 150.000 người dùng hàng ngày trong nước theo ước tính từ chính phủ Ukraine. Nhưng một số người lo sợ rằng tất cả những điều đó có thể sớm mất đi. Đầu tuần này, các báo cáo xuất hiện rằng Musk, người ban đầu cam kết cung cấp phần lớn cơ sở hạ tầng Ukraine của Stalin, với sự hỗ trợ từ chính phủ Hoa Kỳ, đã viết cho ngũ giác đài vào tháng 9 rằng SpaceX, công ty vận hành Starlink, không còn đủ trang trải chi phí dịch vụ và yêu cầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ chịu chi phí. Tin tức đã gây ra sự phẫn nộ từ các quan chức Ukraine cũng như các công dân tự xưng là một trong số hàng nghìn người đã trả tiền để truy cập Internet trong chiến tranh. Một số người khi biết tin bắt đầu tự hỏi liệu số tiền đã được sử dụng như thế nào hoặc liệu những tuyên bố của Musk có phải là mô tả chính xác về tình hình tài chính của công ty hay không. Elon Musk đang than vãn về việc mất rất nhiều tiền trên Starlink cho Ukraine. Melania Podoliak, một người có ảnh hưởng ở Ukraine, đã tweet sau tin tức về Musk kèm theo ảnh chụp màn hình danh sách các khoản thanh toán mà cô ấy đã thực hiện cho Internet Starlink. trong khi đó tôi có thể trình bày cho các bạn một đoạn trong bảng thu chi ngân hàng của tôi. Hàng nghìn người Ukraine trả tiền cho công ty của anh ta hàng tháng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là Elon Musk có thực sự mất nhiều tiền hơn số tiền Elon Musk kiếm được không? Newsweek đã liên hệ với SpaceX để đưa ra bình luận về tình trạng tài chính của chương trình và về việc liệu thông cáo giữa Musk và ngũ giác đài có liên quan đến bất kỳ khó khăn nào liên quan đến các dự án kinh doanh khác của Musk hay không? Chẳng hạn như việc mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter và sự suy giảm hiệu suất trong suốt năm qua của công ty sản xuất xe điện Tesla. Trong khi đó, viễn cảnh Stalin biến mất khỏi chiến trường có thể gây khó khăn cho Ukraine vì nước này đã tìm thấy thành công mới trong việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các khu vực bị chiếm đóng ở miền đông đất nước. Các quan chức Ukraine cho biết, việc ngừng hoạt động gần đây với các thiết bị Stalin đã làm căng thẳng nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm tổ chức một cuộc phản công chống lại người Nga tại các khu vực do Nga kiểm soát. Các quan chức khác bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người từng cảm ơn Musk vì đã giúp đỡ đất nước trong giai đoạn đầu của cuộc chiến đã quay sang chỉ trích Musk, đặc biệt là sau khi Musk, người được cho là có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, công bố đề xuất hòa bình giữa hai nước trên Twitter, bao gồm việc Ukraine có khả năng phải nhượng lại đất mà Nga đã chiếm giữ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Bạn thích Elon Musk nào hơn? Zelensky đã tweet để đáp lại. Một người ủng hộ Ukraine hoặc một người ủng hộ Nga. Không rõ liệu Musk có từ chối tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của Stalin ở đó hay không, hay Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ bắt đầu. Phát ngôn nhân ngũ giác đài, chuẩn tướng Pat Ryder cho biết, Bộ Quốc phòng tiếp tục làm việc với các ngành công nghiệp để tìm ra các giải pháp cho các lực lượng vũ trang của Ukraine khi họ đẩy lùi sự xâm lược tan bạo và vô cớ của Nga. Chúng tôi không có bất cứ điều gì khác để thêm vào lúc này. Newsweek đã liên hệ với ngũ giác đài để đưa ra bình luận nga cho biết việc trao cho ukraine tư cách thành viên nato chắc chắn sẽ khởi đầu thế chiến thứ ba một quan chức hội đồng an ninh nga cho biết hôm thứ năm rằng Nga đã đe dọa thế chiến thứ ba nếu kẻ thù của họ là Ukraine được gia nhập NATO. TASS dẫn lời Alexander Venedicto, phó thư ký hội đồng an ninh Nga cho biết, khi giúp nhận thức rõ rằng một bước đi như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bảo đảm leo thang tới thế chiến thứ ba. Venedicto, phó thư ký hội đồng bảo an cho Nikolai Petrushev, một đồng minh đắc lực của Putin, cho biết ông cảm thấy đơn xin gia nhập NATO của Ukraine chỉ là một hình thức tuyên truyền vì phương Tây hiểu rõ hậu quả của việc Ukraine trở thành thành viên NATO. Venedicto nói, rõ ràng đó là những gì họ đang dựa vào để tạo ra nhiễu thông tin và thu hút sự chú ý đến chính họ một lần nữa. Ông nói thêm, bản chất tự sát của một bước đi như vậy đã được các thành viên NATO hiểu rõ. Benedicto nói, chúng ta phải nhớ rằng một cuộc xung đột hạt nhân sẽ ảnh hưởng tuyệt đối đến toàn thế giới, không chỉ Nga và phương Tây, mà đến mọi quốc gia trên hành tinh này. Hậu quả sẽ là thảm khốc cho cả nhân loại. Cảnh báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo bất ngờ về việc gia nhập NATO vào ngày 30 tháng 9. Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức tuyên bố sát nhập 15% lãnh thổ Ukraine vào Nga. Tuy nhiên, đơn xin tư cách thành viên của Ukraine, phần lớn được coi là mang tính biểu tượng vì tư cách thành viên đầy đủ sẽ yêu cầu sự đồng ý của tất cả 30 thành viên NATO và các tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra là một trở ngại cho các nước tham gia liên minh. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần đe dọa sẽ tung ra kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mình khi ông chống lại Hoa Kỳ vì đã thúc đẩy NATO mở rộng về phía đông. Tuy nhiên, sự mở rộng thường do các nước láng giềng của Nga yêu cầu vì lo sợ sự thống trị của Nga và sự đàn áp cũng như nạn diệt chủng đi kèm với nó. Nga lo ngại NATO tán tỉnh các nước Cộng hòa Liên Xô cũ là Ukraine và Georgia, những quốc gia mà Điện Cẩm Linh coi là một phần trong phạm vi ảnh hưởng của chính mình. Điều này đã khiến Điện Cẩm Linh bị kích động và khiến họ tuyên bố việc gia nhập của các nước là lằn ranh đỏ. Ông Putin ngày 21 tháng 9 cảnh báo phương Tây rằng ông không nói đùa khi ông cho rằng ông sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ Nga sau khi tuyên bố ý định cướp những vùng đất thuộc chủ quyền của Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thế giới phải đối mặt với nguy cơ hạt nhân lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba 1962. NATO sẽ tổ chức một cuộc tập trận chuẩn bị hạt nhân hàng năm có tên buổi trưa ổn định vào tuần tới. Nga và Mỹ cho đến nay là những cường quốc hạt nhân lớn nhất, kiểm soát khoảng 90% đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Tình hình hiện tại giống như một thùng thuốc súng khi các nước NATO phải đi dây tử thần giữa việc từ chối cho phép Nga phủ quyết tư cách thành viên của bất kỳ quốc gia nào. Không có nước thứ ba nào có quyền lên tiếng hăm dọa trong những cuộc thảo luận như vậy, đồng thời tránh một kịch bản có thể xảy ra dẫn đến chiến tranh công khai với nhà nước độc tài ở sườn phía đông của nó. Liên minh quân sự viết trên trang web của mình, Chính sách mở cửa của NATO dựa trên điều 10 của Hiệp ước thành lập khối. Mọi quyết định mời một quốc gia tham gia liên minh đều do Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đưa ra trên cơ sở đồng thuận của tất cả các nước đồng minh. Không có quốc gia thứ ba nào có tiếng nói trong những cuộc thảo luận như vậy. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang phải trải qua những giờ khắc thử thách khó khăn và cũng xin thêm lời cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã phải thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô.